Câu hỏi của cái bài đọc ngày hôm nay là Why are some eggs pointed? Tại sao một số cái trứng là nhọn? Trước khi mình vào bài, mình lướt qua một số từ mới mà bạn có thể gặp trong cái bài này. Narrow là hẹp, region là vùng miền, Arctic là cực bắc, subarctic là cận cực bắc, coast là ven bờ, cliff là cái vách vách núi, vách đá, fall over là rơi ra, là rớt ra, edge là cái bờ rìa cái gì đó. Rồi, thick bill mirrors là cái loài chim này, cái loài chim mỏ dày này. Lay a single egg on narrow bar rock ledge on coasts and cliffs in Arctic and subarctic regions. Unlike most eggs, a mirror's egg is pear-shaped. When pushed, it rolls in a tight circle, which prevents it from falling over the edge. Rồi, cái chuyện gì xảy ra? Loài chim này á, loài chim mỏ dày này, MERS này, đó, nó đẻ một cái trứng thôi, trên cái tảng đá, trên cái miếng đá ở những cái ven bờ và những cái vực ở những cái cực bắc và cận cực bắc. Khác với những cái loài trứng khác, trứng của cái con MERS này á, là cái hình một cái giáo vũ khí đó, một cái hình cái giáo, và khi nó bị đẩy á, thì nó lăn lăn theo một cái hình tròn rất là nhỏ, tight circle đó. Cái điều này á, nó chống chống cho cái trứng này nó khỏi bị rơi xuống cái vực, rơi ra ngoài bờ rìa. Và đó là kết thúc của bài học ngày hôm nay. Hy vọng các bạn học được cái gì đó. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.